Thế để tiếp theo chương trình thì Mỹ Tiên cùng với nghệ sĩ Tuấn Dương xin gửi tặng gia đình một trích đoạn cải lương được mang tên Máu Nhuộm Sân Chùa. Giờ này anh đang ở bên đâu? Anh có biết là sáng mai này nghe sự trở thành cô dâu mới? Tất cả anh ở nơi đâu? Nhanh cách đây ngàn đô yeah.
Xin được cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa xin được cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị. Dạ rồi, xin cảm ơn hai nghệ sĩ rất tuyệt vời của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay.